phong ba cung liều và để rơi cho đến một buổi chiều chầu vàng thì quyện với cao xanh nên tình nên nghĩa để anh lấy nàng, và cao xanh thì lại quyện với chiều vàng nên tình nên nghĩa để nàng lấy anh. Và buổi chiều hôm nay được sự nhất trí của hai chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai gia đình đôi bên bốn họ tám nhà, được sự nhất trí của hai bạn trẻ với hai trái tim hòa chung nhịp đập muốn được xây dựng một tổ ấm cho tình thương riêng mình. Và thay mặt cho ban tổ chức và chương trình, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Văn Thiện, Thánh Duyên trăm năm hạnh phúc cùng cô dâu Hồng Nhung xin chính thức được bắt đầu. Xin được cảm ơn MC là giới thiệu rất là quan trọng, nhưng mà để mà làm cái thủ tục cho hai cháu thì trước hết là xin được mời như thế là hai cháu vào trong nhà để các cụ như thế là có ý kiến. Bé. Chạy vào quay. MC đấy.